Chào anh Dũng. Đây. Anh có thể tiết lộ một chút là tại sao thế hệ tiếp theo của Z3 lại là Z3 cộng mà không phải Z4 không? Về cái việc mà tại sao là Z3 cộng mà không phải Z4 á, thì thực sự thì mọi người có thể thấy là ở Nhật á, họ cũng tung ra một phiên bản gọi là Xperia Z4. Tuy nhiên thì ở thị trường thế giới thì Sony Mobile thấy rằng cái việc mà Z3 cộng hiện tại nó không quá nhiều cái điểm để mà được nâng lên thành Z4. Vì vậy đó là lý do tại sao mà Sony lại đặt là Z3 cộng. Thì Sony mong muốn là gì, khi mà đã đặt là Z4 thì nó phải là một cái gì đó nó rất là khác biệt và nó có rất là nhiều cái điểm nâng cấp. Nên tại thời điểm bây giờ thì Sony sẽ đưa cái tên là Z3 cộng. Còn Z4 thì có hoặc là Z gì đó thì có thể là trong tương lai. Trong tương lai tới là Z4 hay là lại Z5 luôn? Hiện tại thì những thông tin đó thì mình chưa có thể tiết lộ được. Thì trước ngày Z4 ra mắt ở Việt Nam thì có một vài thông tin là máy bị cho là hơi nóng, nóng quá, thì anh có thể chia sẻ một chút về điều này không? Về cái vấn đề mà Z3 cộng nó nóng á, thì thực ra là mình cũng đọc trước những cái thông tin này ở trên rất là nhiều cái trang. Thì tại thời điểm bây giờ thì Sony cũng có một cái câu trả lời cho vấn đề này á, là vấn đề là Sony sử dụng một cái bộ vi xử lý mới nhất, tiên tiến nhất là Snapdragon 801. 810. Thì cái bộ vi xử lý này nó có cái nhiệt độ hơi cao. Khi mà trong quá trình mình sử dụng những cái thao tác mà nặng, ví dụ như chơi game hoặc là những cái video mà nặng á, thì nhưng mà cái vấn đề nóng đó thì nó vẫn đang nằm trong được cái giới hạn và cho phép của Sony. Ngoài ra thì mà để an toàn cho người dùng á, thì đội ngũ kỹ thuật của Sony cũng đang làm việc để mà có những cái bản nâng cấp để giảm cái nhiệt độ của nó trong cái thời gian sắp tới. Thì Sony vẫn khuyên người dùng là nên cập nhật thường xuyên phần mềm nếu mà Sony có công bố những cái phần mềm tiếp theo. Thì cái việc phần chính xác, đúng rồi, thì cái việc cập nhật đó mình có thể thực hiện tại nhà bằng phần mềm PC Companion, hoặc là mình có thể đem đến trung tâm bảo hành để mình được thực hiện tại trung tâm bảo hành. Ngoài ra thì với những cái trường hợp mà nóng máy đó, mình có thể đem đến trung tâm bảo hành để họ có thể giải đáp kỹ hơn cho mình. Vậy là không đáng lo ngại. Đúng rồi. Rồi, yên tâm rồi. Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Cảm ơn.